Kính thưa quý vị, hôm nay mình sẽ đi công xã ngay ở chỗ huyện Tân Hiệp đó quý vị. Thành huyện Tân Hiệp, ngày xưa gọi là công xã hả bà? Dạ, công xã là tên trước giờ tới đây hả bà? Là tên hồi đó giờ hả bà? Mình chạy thẳng ra là ngay chợ Cây Dương luôn hả ông? Còn chợ Cây Dương mà nếu từ chợ Cây Dương con về Gạch Giá được không? Được luôn, xin lỗi ông cái đặt xe hơi chạy rồi. Dạ. Đây chợ Cây Dương chứ. Thì ra cái đó là một chợ cảm ơn. Chợ cái đó là chợ Cây Dương ngày xưa gọi là chợ gì ông ha? Dạ bây giờ chợ Gia ha. Dạ. Dạ tới qua rồi qua cầu có cái cầu nút á. À. Qua cầu cái chạy đây xuống đó là cái chợ. À. Cái chợ rồi cái ra đó đường lộ đá xong rồi. Dạ. Ủa mà ông còn cái đường này ngày xưa gọi là đường gì? Hồi xưa là cái này con kinh. Kinh này gọi ngày xưa là kinh gì ông ha? Đây là kinh Cống Cây Dương. Kinh Cống Cây Dương à, nói kinh Cống Cây Dương là người ta biết. Rồi con cảm ơn ông. Có chia lại nè. Cái ngày xưa là xã Tân Hội á. Rồi bây giờ xã Tân Thành. Chú bên ngành gì? Dạ là ông con quay lắp cá nhân chú. Con quay con up YouTube á. Dạ con cảm ơn con đẹp đi. Thank you.
chú. Cái này là chú làm luôn hả chú? Ừ. À làm hết luôn hả? Đúng là. Dạ. Cái đó là cái nhiêu cho chú nếu mà bán? Này bán cái 100 ngàn nè. Ôi rẻ quá chú ha. Dạ. Ở ngoài con chắc mắc lắm chú. Ở đâu lận? Con ở Gạch Giá. Ngoài nó cũng có mà. Dạ đúng rồi. Xin bán ở đó chứ gì. Dạ. Có cái chợ thì người ta có chi phí, người ta chở rồi tới nhà rồi kia thì tính tiền thêm. Dạ, vận chuyển. Ừ, còn mình ở đây là 100 ngàn là chở tới nhà luôn đó. Dạ. Giao hàng tận nơi luôn cũng 100 ngàn à. Ở chợ thì tính khác chứ đâu phải như trong quê. Dạ. À, chú, cái này con chạy thẳng đó là ra chợ Cây Dương chưa? Được. Mình chạy đến thẳng qua luôn hả? Qua chú? Cầu này cũng được nữa. Đây chú dưới còn hai cây cầu nữa, muốn qua cầu nào qua. À, nhưng mà đi đường nào nó dễ hơn chú ha? Đường bên đây thì nó chạy nó yên con đường bên sông. À, vậy là chạy thêm hai cây cầu nó con quẹo qua bển là được phải không? Ừ. Dạ. Cầu cuối cùng là cầu sắt. Vậy là cuối cùng nữa mới lại cây cầu sắt cái nữa. Là qua được. À, dạ. Đây chú dưới là còn hai cây cầu đi ngang đó. À. Cuối qua cầu này qua cuối cùng cuối qua cũng được. À. Nhưng mà cuối cùng là có một cây cầu là mình sẽ qua được chợ Cây Dương. Cầu nào qua cũng được chứ. À. Rồi. Cầu này qua cũng được, mà cầu kế qua cũng được, cầu kia qua cũng được. Dạ dạ. Ba cây cầu nào cũng đi qua chợ hết. Dạ. Ra ngoài đồng kìa, ruộng lúa đâu ngoài kìa, đâu có quay. Dạ. Nãy con cũng chạy ngang mấy cái cánh đồng con quay á. Con cảm ơn chú, con đi à. Cầu chạy im lắm quý vị, không có căng. Đường đây chạy rất là ok, rất là thoải mái. Thank you.
thôi cho con hỏi cái. Ủa, ông có là người ở đây không? Không. À không hả? Đây đây, đây còn. Nè, người ở đây nè, hỏi ai? Ông chợ cây dương này ngày xưa gọi là chợ gì? Cây dương. Đó giờ luôn hả? Ừ. Không có đổi tên hả? Không. Dạ. Vậy giờ con chạy, con muốn tham quan hết chợ thì con đi đường nào? À đây. Đường này cũng được. Đường này cũng được. Đường này. Con muốn đi vô là đầu chợ đó, đầu chợ. Đây nè, đây là cái hẻm này chạy vô. À, đầu chợ, con tính đi đầu chợ. Chợ đi ra đây. Ra lộ. Ra lộ, chạy quẹo lại chút xíu. Có đâu. Dạ dạ. Quay anh chưa? Ờ, đuôi chợ này không có. Không có. Dạ, đều quay vậy. Dạ. Dạ nãy em có quay rồi anh. Dạ. Dạ có. Có đưa tiền này. Có sao? Có đưa tiền chứ. Đưa tiền chứ hết tiền này mới đưa. Dạ. Dạ thì dạ chỗ nào mà không cho là con có quay đâu chú ơi. Dạ. Dạ. À, mà được không cô? Quay được không? À, quay được mới dám quay. Quay kiểu đó, quay kiểu đó. Bán được không cô? À? Bán được không? Bán được. À dạ. Mà thường buổi nào đông ha chị? Bán đồ ăn hả? Dạ. Sáng thì thường thường sáng chợ đông hơn. À đông hơn hả? Dạ. Này bán kiều, bán kiều giúp bằng vàng, bán này bán tô chiều. À dạ. Đâu rồi? Cơm đâu rồi? Giờ này mà vô chợ có người buôn bán nhiều không? Hết hết. Cái này vô chợ. Vô chợ giờ này là mua nhiều. Ngủ. Ta muốn quay tao quay buổi sáng nha. Quay cái trò chợ đông. À dạ. Ồ vậy vô buổi chiều. Quay này quay chơi hay gì ạ? Dạ. À quay mà. Dạ. Dạ con cảm ơn. Dạ con xin phép đi. Đây là đầu chợ Cây Dương nè chị, quý vị. Đây là ấp Tân Tiến, Tân Thành, Tân Hiệp, Kiên Giang rồi quý vị. Cây Dương buổi chiều rất không có được nhiều khách đâu quý vị. Chưa mấy gì khô á. Vậy là chợ cũ của mình ở đâu cô? Gần đây không? Chợ cũ bây giờ đây. Nó đi đặt tới bên này nè.
À vậy đó hả? Dạ. Tại con quay vòng vòng chợ nên con muốn hỏi là cái này à, con quay up cho up YouTube đó con. Cho các cô bác ở xa coi. Dạ. Con quay cô một cái được không? Dạ. Con quay cái nha. Quay cái có dòng họ tôi bên bên sân ngoài cái đầu nó quả hồng với đó thì gì. Đâu có. Vậy là tới đó cô khỏe chứ. Dạ. Trời ơi, vuốt đầu cổ này ghê. Thấy mày phiền quá chứ vuốt đầu. Dạ con cảm ơn cô. Cái này có bán được không? Được. Dạ được. Mà bán thường là bữa nào bà bán được nhiều con ha? Bán nhiều dữ lắm được. Dạ mà sao con thấy ít người đi quá? Không vậy chứ lại gần thử coi. À dạ. Con cảm ơn. Con đi. Ủa mà con muốn đi hết vòng thì con đi đường trước này vòng. À dạ. Cho con quay cái nha. Cô bán được không cô? Bán được không? Ủa con vậy là buổi chiều mình bán tới từ sáng tới chiều luôn á cô? Bán thì qua 3 giờ khuya. 3 giờ khuya. 3 giờ khuya tới chị rồi lên đồ 4 giờ. Dạ. Bán hên xui khi bữa chắc chưa bán về rồi hả? À dạ. Mà trễ nhất là khoảng mấy giờ cô mới về con hả? Ra bằng hai thì đâu có tình đổi 1-2 giờ 2-3 giờ gì về làm về vô đấy. Dạ dạ rồi con cảm ơn bà. Từ từ. Quay quay. Dạ dạ. Nó bị lé đó, quay nó. Có cái gì mà không đi à, không cái này em làm tự do. Có nghĩa là mình up YouTube chú Bi á chị. Gì vậy? Bán được không chị? Cũng hay ha. Bố tại tự có gì. Bán đi 100 mãi vô. Dạ. Rồi em cảm ơn. Dạ.
gì cô ha? Quay làm gì? Con quay gửi cho cô bác ở xa coi. Thì mở ra cho ông quay đi. Bây giờ nó vô đây nó làm lại, tôi gửi một đống kia cho ra cho quay cho nó chạy được ra cho chạy ra lầm thầm lầm thầm quay chơi. Ôi giời ghê quá. Có cắn không cô? Nó cắn thì cắn có sao đâu. Dạ. Đây là lương nè quý vị. Quà đây gắn này quý vị, đủ gắn hết trơn. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Ấy ngay ngay lại đây. Con cảm ơn à. Vàng vàng ra kìa. Thôi được rồi con. Ôi, dạ, dạ. Chắc chảy suốt quần. Tôi thả ra cho nó quay rồi tôi bắt đầu tôi lùi vô à. Dạ. Tôi thả ra tôi quay đã tôi quay tròn tròn cái đầu tôi vỡ tôi thả mở cái bọc cắt mở cái bọc ra cái đầu tự nhiên xui vô anh à. Dạ. Trời ơi nó mệt. Quay sáu cũng được, lên mạng luôn đi con. Trời ơi, cái khỏi bà sáu bán cá luôn, trời ơi. Nó lên luôn rồi kìa. Có quay ăn ruột không? Rồi, trời. Dạ, con ngắm ơn cô, con đi à. Nó quay ra lên mạng, mày lên Facebook quá. Cái con tao trên đường thấy sao, nó chạy mắt. Đây là cái cổng sau đi vô chợ nè quý vị.
cô ơi bán được không? Dạ. Ế hả cô? Dạ. Người trước đây là có ế không hay là mới ế giờ thôi cô ha? Ế rồi rồi. À dạ. Nó quá trời nhiều đồ rồi. Ủa cô, cái này tháng mình muốn nhiêu cô ha? Sau đây mình sẽ đi vào phía trong các cái ót ở phía trong này quý vị. Cái ót ở trong đây chắc không còn người. Đó, người ta đóng cửa rồi đâu ai mướn. Bây giờ vậy là ở trong đây cũng bán được ấy. Ế thôi bà. Dạ. Bà giờ thường mướn một cây ớt gì trong đây là cái nhiêu ông? À, mà 10 năm là 60 triệu. 10 năm 60 triệu. À. Rồi có đóng thuế gì thêm không? Không, không có ớt gì hết. Mà bao nhiêu mét vuông mà tới 60 là? Vuông nhất có 8 thước. 8 thước rồi chiều ngang là 8864. À. 64. Dạ. bốn thước 16 à. Mà 60 giờ con sẽ đi đi vòng vòng đi vô đây rồi đi qua ngoài kia. Ừ. Ở đây thì cũng có nhiều cái kiosk cũng bỏ hoang quý vị. Chị ơi cho em quay cái được không? Ở chị cái này mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ lên chị? Bán từ đi chợ 4 giờ đêm về rồi mình bán tới 6 giờ vậy đó. 6 giờ chiều ừ. Tối luôn ha. 6 giờ chiều vậy đó. À dạ. Mà thấy bán được không chị? Cũng như lối này là lối mưa nước, mình bán hơi chậm chút. Cũng như là lối mà gần Tết nước giật nè. Bắt đầu nước đang giật lai gai mình bán lai gai nè. À. Là từ tháng 8 á, là mùa nước mình bán 3 tháng đó, 3 tháng. Mùa nước đó là mình bán hơi chậm. Còn từ như gần Tết qua Tết đổ về sau mình bán được khi bằng lúa rồi đó. Dạ. Mình bán đám rồi. Ô cái này là hàng mình lấy ở đâu ha chị? Lấy cảng đất cậu cũng có, gạch sổ cũng có. À. Gạch giá cũng có, tùy theo chỗ chứ. Em có gạch giá. Dạ. Dạ. Có đợt khi đi Lình Quỳnh cũng có. Ô Lình Quỳnh luôn hả chị? Ừ. Dạ. Khi không có đồ á. Mà đều ra chung đi xung một cảng á, mua cái bóp với mua mực ở cái cảng nhiều, tại mua mực khô. À dạ. Về như mực lá, mực nang bự rồi á, thứ bự hơn mực này nè. Bự hơn loại con bự á, về mình giao đám nữa. Dạ. Tối có giao rồi, cái con bự bự, với mực lá rồi đó. Vậy là chiên thủy sản thôi hả chị hả? Đó, mua với cảng thường. À. Với gạch sỏi, gạch giá thì ít. Đẹp quá. Lại bà chị đánh kìa, bà đẹp lắm á, tới qua quầy cho anh. Chị đâu? Cứ cái ai kìa, ảnh quay cho chị chút ai lại không dám chị chút ai. Không có nhờ kìa kìa bà chị nữa kìa bà. Đưa bà chị nó lên chị hình nữa kìa. Dạ, em qua bạn. Ủa, có bà con đi nước ngoài hả?
Làm gì có bà con, phải có nè, bà con đi rồi vậy. Có bà con mới ở đây nè. Dạ. Ở bên đây mình bán được không cô ha? Bán cũng được mà cả để. Dạ. Cái này dân đi Bình Dương cho này, hết tiền ăn này. Ở đây đi Bình Dương nhiều lắm hả cô? Đi hết 90% mày. Dạ mà mấy anh nam hay là nam nữ cũng đi, lớn nhỏ cũng đi trơn này. Tại con đi mấy cái chợ đó, thì con thấy có mấy cái chợ nó cũng giống như mình cũng thế vậy đó. Dạ. Dân đi trơn còn ai đâu ăn uống gì. Ủa là cô bán ở đó giờ ở đây luôn hả cô? À con cảm ơn. Con đi vòng cả. Dạ. Chưa có chồng đó. Ủa. Dạ gừng gắn. Dạ con cảm ơn cô. Rồi xin cảm ơn quý vị. Dạ cũng có khi á cô.